Và trong tiểu mục tiếp theo thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với Khỏe hơn đẹp hơn để cùng bàn luận về những vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là đầm đẹp của trẻ em phụ nữ. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã lựa chọn một vấn đề sức khỏe để có thể chia sẻ với quý vị, một câu chuyện mà mọi người nghĩ rằng nó là một vấn đề nhỏ thôi, tuy nhiên thì nó có thể làm ảnh hưởng khá là lớn đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đối với người trẻ. Nếu như ở người cao tuổi thì thường chúng ta sẽ ghi nhận những cái tình trạng huyết áp cao, thì đối với người trẻ lại có một cái vấn đề xảy ra mà nhiều người bỏ qua, đó chính là vấn đề liên quan đến huyết áp thấp. Thường thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái triệu chứng ban đầu rất là dễ bị bỏ qua đối với tất cả các bệnh, và trong đó có cả bệnh huyết áp thấp, khiến cho mọi người chủ quan, và chỉ đến khi tình trạng nặng lên thì mọi người mới đi khám và lúc đó phát hiện ra mình đã bị huyết áp thấp rồi. Và đây cũng là một cái bệnh lý mà ngày nay mọi người cần phải quan tâm nhiều hơn. Nếu như mà mọi người không để ý thì sẽ thấy rằng huyết áp thấp cũng là một cái bệnh lý nó không có gì căng thẳng quá, mà mọi người chỉ nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một cái vấn đề về sức khỏe, có thể là chúng ta cũng sẽ yếu ớt hơn so với mọi người. Nhưng mà một trong những cái đặc điểm mà mọi người có thể dễ dàng nhận thấy người huyết áp thấp ấy, tức là cái thân nhiệt của họ sẽ thấp hơn so với người bình thường và thậm chí là dễ lạnh hơn. Ví dụ như là mùa đông chưa tới thì mọi người đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi, và khi mà người ta mặc 2-3 áo thì mình cũng phải mặc 3-4 áo rồi, tức là bao giờ cũng cảm thấy lạnh hơn người bình thường. Và một trong những cái nữa mà chúng ta hay thấy, cái triệu chứng mà Vân Anh tin rằng là ít nhiều gì mọi người cũng đã từng gặp phải, đó là việc mà chúng ta bị chóng mặt. Ví dụ như là khi mà chúng ta đang nằm này, hay chúng ta đang ngồi, và chúng ta ngay lập tức thay đổi một cái tư thế rất là đột ngột đó. Và đặc biệt là khi mà cơ thể chúng ta lúc đó lại đang trong tình trạng mệt mỏi, hay là người mới ốm dậy chẳng hạn, thì chúng ta rất là dễ gặp cái tình trạng là hoa mắt chóng mặt, và tự nhiên là cảm thấy mình sắp ngất đến nơi. Và lúc đó thì chúng ta sẽ cần phải nằm nghỉ này, hay là cần làm ấm cơ thể, hay là có thể là sử dụng một chút cái gì đấy ngọt ngọt để làm sao mà chúng ta có thêm năng lượng. Rõ ràng là nếu như mà thỉnh thoảng gặp phải trường hợp này thì rất là nhiều người sẽ đưa ra cái giải pháp là thôi bỏ qua và nghĩ rằng là không sao đâu. Tuy nhiên nếu như mà cái trường hợp này liên tục xảy ra thì chắc chắn là chúng ta phải để ý tới sức khỏe của mình. Đúng là như vậy, thì thường chúng ta thấy rằng là bệnh huyết áp cao thì sẽ dẫn theo một vài những cái hệ lụy, ví dụ như là những cái biến chứng liên quan tới đột quỵ chẳng hạn, và những cái hệ lụy đó thì nó xảy ra ngay lập tức, nhìn thấy bằng mắt, cũng như là rất là nguy hiểm. Tuy nhiên huyết áp thấp thì không phải như vậy, chúng ta có thể qua những cái cơn huyết áp thấp đó một cách rất là dễ dàng bằng cách chúng ta ăn uống hay là ấm cơ thể. Chính vì thế mọi người lại có cái tư tưởng là chủ quan hơn khi mà mắc bệnh lý này, và thậm chí là huyết áp thấp thì cũng sẽ dễ bị nhầm lẫn với một vài bệnh lý khác, ví dụ như tiền đình chẳng hạn, cũng sẽ cùng với những cái triệu chứng như là hoa mắt chóng mặt hay là cảm thấy là cơ thể bị mệt mỏi, bị xuống sức và chúng ta không quan tâm tới nó. Tuy nhiên rõ ràng là nếu như chúng ta để tình trạng này kéo dài lâu thì rất có thể để lại những cái hậu quả nguy hiểm. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những cảnh báo từ phía chuyên gia liên quan tới căn bệnh huyết áp thấp, đặc biệt là với những người trẻ tuổi. Thưa quý vị, với người bình thường, chỉ số huyết áp sẽ là 120/80 mm thủy ngân. Tuy nhiên trong trường hợp xuống dưới 90/60 mm thủy ngân thì được cho là huyết áp thấp. Đáng nói, tình trạng này ngày càng có xu hướng gặp phải ở các bạn trẻ, những người ít vận động. Vậy làm thế nào để có thể kịp thời phát hiện tình trạng này, cũng như là phòng tránh để có thể giúp nâng cao sức khỏe? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng khoa khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị. Xin chào bác sĩ ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Hồng Hạnh, xin chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, rất nhiều các cái bạn trẻ thì có câu hỏi gửi về chương trình, đó là khi mà đang làm việc hay là đang sinh hoạt hàng ngày thì bỗng nhiên xuất hiện tình trạng đó là hoa mắt, chóng mặt và rất là mệt mỏi. Vậy thì nguyên nhân nào đã dẫn tới tình trạng này thưa bác sĩ? Thực ra cái hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, choáng váng hay là xây sẩm mặt mày ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thế và trong đấy thì cái việc do huyết áp thấp cũng là một nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng đấy. Thế thì huyết áp thấp là gì? Huyết áp thấp là khi huyết áp tối đa dưới 90 mm thủy ngân và huyết áp tối thiểu dưới 60 mm thủy ngân. Ở cái tình trạng huyết áp đấy thì cái việc cung cấp máu đưa lên não, nó oxy gọi là bổ sung cho não thì nó sẽ bị giảm. Chính vì thế mà nó gây cái tình trạng là hoa mắt, chóng mặt, xây sẩm mặt mày. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì do những cái áp lực của công việc cũng như là cuộc sống thì rất nhiều bạn trẻ không thể thực hiện được cái lối sống điều độ như là ngủ đúng giờ hay là ăn đúng bữa. Thì đây có phải là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này không thưa bác sĩ? Huyết áp thấp ấy, mà gây ra hoa mắt chóng mặt ở những người tuổi trẻ, ấy, thì nó chủ yếu là do cái lối sống. Tức là các bạn không ít vận động thể chất, chính vì thế mà làm cho huyết áp nó
ở thường xuyên duy trì ở cái mức độ thấp. Cái lối sống mà sinh hoạt không đúng theo sinh lý, ăn uống không đúng giờ, mà nhất là cái việc mà ngủ, thứ nhất là không đủ thời gian trong một ngày, thứ hai là cái thời gian ngủ nó không đúng với cả sinh lý thì cũng sẽ gây ra tình trạng đấy. Một người mà ngủ đủ thì ít nhất phải là 6 tiếng trở lên. Một câu hỏi chắc chắn là đang được rất nhiều người quan tâm, đó là khi mà bất ngờ xảy ra những cái tình trạng hoa mắt, chóng mặt hay là có biểu hiện của huyết áp thấp thì người dân nên xử trí như thế nào ạ? Đối với những người mà đột nhiên có tình trạng huyết áp thấp ấy, thì đầu tiên ấy, xử trí thì chúng ta phải cho người bệnh nằm ở trên giường và kê chân cao lên một chút, nới rộng các cái cổ áo để cho gọi là, sau đó thì chúng ta có thể uống trà gừng như là các cụ hay sử dụng, hoặc có thể uống một ít cà phê. Đấy, thì cái việc đấy sẽ làm cho huyết áp nó tăng lên. Đồng thời chúng ta cũng phải tìm hiểu xem nguyên nhân là tại sao lại tụt huyết áp như vậy. Thế có thể là các bạn làm việc quá căng thẳng, hoặc là cái môi trường làm việc nó không phù hợp. Thế thì chúng ta phải tìm nguyên nhân để chúng ta thay đổi cái điều kiện đấy. Bác sĩ vừa cũng đã có những cái chia sẻ rất là chi tiết về việc thay đổi lối sống cũng như là cách sinh hoạt để có thể cải thiện cái tình trạng huyết áp thấp. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì ngoài ra thì có cần phải bổ sung thêm thuốc hay là các loại vitamin không thưa bác sĩ? Với những người trẻ tuổi thì quan trọng nhất mà hay gây ra cái tình trạng huyết áp thấp đấy là do cái hạn chế của hoạt động thể lực. Thì chúng ta phải tập thể dục thể thao nhiều và sinh hoạt điều độ và mất ngủ. Tức là chúng ta ngủ không đủ, ngủ không đúng giờ thì cái tình trạng đấy nó sẽ gây ra cái tình trạng huyết áp thấp và hoa mắt, chóng mặt lúc đầu như thế nên rất là nhiều. Thì chúng ta phải tăng cường hoạt động thể lực lên và điều chỉnh lại lối sống. Vâng, thưa bác sĩ, bên cạnh một lối sống khoa học, sinh hoạt khoa học thì việc luyện tập thể dục thể thao cũng rất quan trọng để có thể cải thiện cái tình trạng huyết áp thấp. Tuy nhiên thì có phải là bộ môn nào mà người mắc huyết áp thấp cũng có thể tập luyện được không ạ? Chúng ta phải tập những gì phù hợp với bản thân. Cái gì tốt nhất là cái phù hợp với mình nhất. Thì chúng ta phải chọn những cái bộ môn thể dục nào nó phù hợp với bản thân. Có thể ngay lúc đầu mình chưa tập nặng được thì mình chỉ tập, và khi cơ thể cảm thấy mệt thì mình có thể dừng. Và chúng ta cứ nâng dần cái ngưỡng lên thì nó sẽ rất là tốt, chứ còn không gắng sức ngay từ ban đầu. Vâng ạ, huyết áp thấp thì có thể rất là dễ gặp. Tuy nhiên thì trong những cái trường hợp như thế nào thì cần tới bệnh viện thăm khám ạ? Những người mà có huyết áp thấp mà thường xuyên xảy ra, thường xuyên có những cái triệu chứng, ví dụ như là hoa mắt, chóng mặt, rồi choáng váng, xây sẩm mặt mày, hay xảy ra với một tần suất nó cao thì chúng ta phải đi khám, chúng ta phải đến các cái cơ sở y tế để khám. Hoặc là những người mà đột, tức là cái huyết áp nó đang bình thường, cơ thể đang khỏe mạnh mà đột nhiên có một hai lần huyết áp tụt một cách rất là vô căn cớ thì chúng ta cũng phải đi khám ngay, bởi vì có thể là lúc đấy mới có cái, tức là cái bệnh nó đủ để coi như là biểu hiện ra bên ngoài thì mới phát hiện được. Nhiều bạn trẻ sau khi xuất hiện những cái bất thường về sức khỏe như là tình trạng hoa mắt, chóng mặt thì ngay sau đó thì sẽ hồi phục và họ sẽ bỏ qua. Vậy thì việc để quá lâu với tình trạng như vậy mà không đến bệnh viện thăm khám thì sẽ dẫn tới những tình trạng như thế nào thưa bác sĩ? Nó sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là gì? Thường xuyên các cái triệu chứng đấy nó mình sẽ gặp thường xuyên hơn, tần suất nó tăng lên, cường độ nó tăng lên. Đấy. Thứ hai là những cái tổn thương ở các cái cơ quan khác, ví dụ như là thận, tim, mắt, đấy. Rồi thì có những thay đổi mà chúng ta không thể biết được. Những cái thay đổi này nó có thể kéo dài 5 năm, thậm chí 10 năm sau. Nhưng mà đến lúc đấy chúng ta mà mới phát hiện ra thì nó lại muộn rồi. Đấy. Thế thì cái việc đơn giản nhất là thay đổi lối sống, chúng ta có thể làm được thì chúng ta hãy làm sớm đi để được một cái, có được một cái cơ thể khỏe mạnh, có được chất lượng sống cao. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ.